Thưa quý vị, vừa qua trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh về một buổi lễ trao chứng nhận kết hôn của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, Sắc Bình và diễn viên Phương Oanh. Ngay khi hình ảnh này được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Vậy, Chủ tịch phường nơi cặp đôi đăng ký kết hôn nói gì về buổi lễ này? Sáng ngày 15 tháng 6, hình ảnh diễn viên Phương Oanh và bạn trai doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, Sắc Bình đăng ký kết hôn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nơi diễn ra buổi trao giấy chứng nhận kết hôn là tại Ủy ban Nhân dân phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam, quê hương của nữ diễn viên. Bức ảnh cả hai được trao giấy chứng nhận kết hôn ở phòng hội trường nhà văn hóa khiến dân mạng bàn tán sôi nổi. Nhiều người cho rằng vì nổi tiếng nên cặp đôi nhận được sự ưu ái của chính quyền phường Liêm Chính. Trước thông tin này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam, ông Nguyễn Thành Điệp cho hay, từ năm 2019, phường đã thực hiện mô hình thân thiện vì nhân dân phục vụ. Tất cả các công dân đến đăng ký kết hôn sau khi làm thủ tục giấy tờ xong đều được trao giấy đăng ký kết hôn và chụp ảnh kỷ niệm tại hội trường có bảng chữ trao giấy chứng nhận kết hôn. Diễn viên Phương Oanh và bạn trai cũng không ngoại lệ, mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng trong vòng 2-3 phút. Ông Điệp nói thêm, các công dân đến đăng ký kết hôn theo ngày họ chọn, hẹn trước hoặc đến bất ngờ đều được tiếp đón nhiệt tình. Chúng tôi cũng gửi lời mời bố mẹ đôi bên xuất hiện trong buổi lễ, trao giấy đăng ký kết hôn, tuy nhiên điều này không bắt buộc. Trước đó vào năm 2016, siêu mẫu Hà Anh cũng từng đăng tải hình ảnh buổi trao giấy chứng nhận kết hôn với chồng ngoại quốc tại Ủy ban Nhân dân một quận thuộc Hà Nội. Buổi lễ diễn ra khá long trọng và nhiều người cũng thắc mắc rằng có phải là sự nổi tiếng khiến cặp đôi nhận được sự ưu ái như vậy? Tuy nhiên, đây là quy định trong luật hộ tịch năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, đặc biệt với người kết hôn có yếu tố nước ngoài. Người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài thì nghi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn được tổ chức tại Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện theo đúng các bước trong quy định. Chị Minh Hà Đông, Hà Nội kết hôn với chồng thuộc xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, Hải Dương năm 2015 cho biết chị cũng từng được làm lễ đăng ký kết hôn hoành tráng. Tôi và chồng hẹn một ngày đến Ủy ban Nhân dân xã làm giấy đăng ký kết hôn. Hôm đó, ngoài chúng tôi còn có 3-4 cặp vợ chồng khác cùng đến làm thủ tục. Lãnh đạo xã yêu cầu bố mẹ hai bên, gia đình xuất hiện. Trước khi ký vào giấy đăng ký kết hôn, chúng tôi được một cán bộ của Sở Tư pháp xã xác nhận chắc chắn về quyết định hôn nhân của cả hai. Buổi ký giấy đăng ký kết hôn khi đó với tôi giống như là một buổi làm lễ cưới trong nhà thờ. Sau khi chúng tôi đồng thuận ký giấy, đại diện chính quyền xã trao giấy đăng ký kết hôn và chụp ảnh lưu niệm. Chị Minh cũng thắc mắc tại sao thủ tục lại phức tạp hơn ở xã chị và được lãnh đạo xã giải thích rằng xã mở rộng mô hình thân thiện vì nhân dân phục vụ. Mô hình này nhằm giúp các cặp đôi nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc đăng ký kết hôn trên phương diện pháp luật, giúp cho mọi người sống có trách nhiệm, quan tâm, yêu thương nhau hết mình. Có thể thấy mỗi địa phương sẽ có những hình thức, chính sách trao giấy đăng ký kết hôn khác nhau, nhưng chung quy đều hướng đến sự chúc phúc của các cặp đôi. Việc diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình được trao giấy đăng ký kết hôn tại hội trường không phải là trường hợp quá đặc biệt hay hưởng sự ưu ái vì là người nổi tiếng.